nếu mà nối liền với nhau thì sẽ lên tới 129.000 cây số, tức là gần gấp 6 lần đường kính của trái đất. Tổng số các đinh ốc dùng cho cây cầu là khoảng 1.200.000 con ốc cũng như đinh tán. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi thăm một cái trường đại học nổi tiếng ở gần San Jose. Đó là trường đại học Stanford. Trường đại học Stanford nằm ở thành phố Stanford, California. Khuôn viên chính của viện đại học này rộng rãi và đẹp, rất là đẹp. Nằm cách thành phố San Francisco 60 cây số về phía đông nam. Đại học Stanford nằm ở phần chưa được sáp nhập của quận Santa Clara, bên cạnh thị trấn Palo Alto và nằm ở ngay trung tâm của thung lũng Silicon Valley. Stanford là trường đại học có diện tích lớn thứ hai trên thế giới. Ở đây có đầy đủ các chương trình cho sinh viên đại học cũng như sinh viên sau đại học, cùng với một trung tâm y khoa nổi tiếng và nhiều trung tâm nghiên cứu và dự án phục vụ. Cùng với lại các trường đại học nổi tiếng như là Harvard, Yale và Princeton, Stanford nằm trong nhóm những viện đại học nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ. Đại học Stanford được thành lập bởi Leland Stanford, một chùm tư bản về đường ray xe lửa, cùng với thống đốc California và vợ của ông, Jane Stanford. Viện đại học đã được đặt theo tên người con duy nhất của hai vợ chồng này là Leland Stanford Jr. Anh ta chết do mắc phải bệnh thương hàn khi còn trẻ. Những người dân địa phương và các thành viên của viện đại học thường gọi trường này là The Farm, hay là còn gọi là trang trại, vì trường này nằm tại địa điểm ngày xưa là trang trại nuôi ngựa của gia đình Leland Stanford. Nhìn chung, kiến trúc của trường hình chữ nhật, xây bằng đá và được nối bằng những lối có mái vòm bán nguyệt. Khuôn viên đầu tiên cũng được xây theo kiểu thuộc địa Tây Ban Nha, thường có ở California, được gọi là Mission Revival. Các mái ngói đỏ và công trình này bằng sa thạch, chắc chắn có bề ngoài đặc biệt. Và phần nhiều của những công trình xây về sau giữ mặt ngoài như vậy. Các mái ngói đỏ và bầu trời xanh của miền này là sự phối hợp đẹp nổi tiếng ở đây.
Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi thăm thành phố San Jose. Có rất là nhiều người Việt sinh sống rải rác ở miền Bắc California, dọc theo vùng vịnh San Francisco. Nhưng người Việt tập trung đông nhất vẫn là ở thành phố San Jose, phía nam vùng vịnh San Francisco. Cuộc sống của người Việt ở San Francisco khá nhộn nhịp. Cộng đồng người Việt ở đây cũng được thành lập rất sớm. Có nhiều sinh hoạt cộng đồng thường xuyên để làm mối giao kết giữa những người Việt xa xứ tại miền Bắc California. Người Mỹ gọi San Jose là thung lũng điện tử, vì nơi đây tập trung rất là nhiều các hãng điện tử nổi tiếng. Còn người Việt Nam thì gọi San Jose là thung lũng hoa vàng, vì đây vừa là nơi có rất nhiều hoa dại màu vàng vào mùa xuân. Vào khoảng cuối tháng 7 hàng năm, thành phố Gilroy thường tổ chức lễ hội mùa tỏi, gọi là Gilroy Garlic Festival. Tỏi ở cái vùng Gilroy này vừa nhiều và vừa thơm. Mỗi khi mùa tỏi đến, hương tỏi theo gió bay, và buổi sáng thức dậy người dân ở San Jose có thể ngửi được cái mùi tỏi. Vào những ngày cuối tháng 12, ở San Jose thường có những chương trình Giáng sinh ở ngoài công viên. Ở nơi đây sẽ trưng bày những cái mô hình cho tiêu biểu cho Giáng sinh của châu Âu vào thế kỷ trước. Có máy làm tuyết giả cho trẻ em nô đùa. Nhà thờ và chùa của người Việt ở San Jose khá nhiều. Vào những ngày cuối tuần, người Việt thường thích đi chùa và đi nhà thờ. Một phần là cũng muốn được gặp lại những người đồng hương cùng tôn giáo. Một phần cũng là muốn gia nhập sinh hoạt những hội đoàn có cùng chí hướng tâm niệm với mình. Và các con em của họ cũng được học tiếng Việt và được học đạo lý làm người ở các chùa cũng như các nhà thờ. San Jose có rất là nhiều nhà hàng Việt Nam phục vụ các món ăn Việt Nam thuần túy và ngon miệng. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm thương mại, các chợ của người Việt Nam, văn phòng bác sĩ, văn phòng luật sư và các dịch vụ khác. Sau nhiều năm rời quê hương và sinh sống ở San Jose, đã có không ít người Việt Nam thành danh ở đây. Có những người là luật sư, bác sĩ, kỹ sư điện toán, cảnh sát trưởng và cả nghị viên của chính quyền thành phố.
ở những tiểu bang miền Bắc, mùa đông rất là lạnh và cây cối thì trơ trụi, rất là buồn. Đâu đâu cũng phủ đầy tuyết trắng. Ngược lại ở California thì mùa đông cỏ mọc xanh trên những ngọn đồi. Khi mùa xuân đến thì có hoa vàng mọc dọc theo hai bên đường cao tốc. California ít khi có mưa. Mưa chỉ đủ làm ướt một ít cỏ trên. Ở miền Bắc Cali thì uống nước từ tuyết trên núi tan ra. Còn ở miền Nam thì có một số thành phố phải dùng nước tái sử dụng lại, tức là nước lọc lại. Ngoài cộng đồng người Việt Nam ra, ở đây còn có cộng đồng của người Hoa, người Hàn Quốc, người Phi và người Nhật. Đây là một trong những ngôi chợ siêu thị lớn của cộng đồng người Hàn Quốc. Thank you.